The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Rất cảm ơn quý khán thính giả vẫn giữ màn ảnh của chương trình là Jimmy Show, và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nam ca sĩ Tuấn Ngọc, nữ ca sĩ Thái Hiền và Thái Thảo. Vậy thì anh Tuấn Ngọc thì lúc đó đang ở Nam Cali này, thì vì đâu mà anh lại bỏ qua bên Hawaii? Năm 84 là tôi lúc nào tôi cũng thích cái tiểu bang Hawaii ấy. Thành nó là cái duyên thôi, tự nhiên đi hát show bên đó, một chương trình ở bên đó thì gặp có người quen. Hồi xưa người ta đi phòng trà Việt Nam người ta biết mình, mà sau lại là chủ một cái phòng trà, cái bar bên đó. Mời tôi qua hát, mà tự nhiên tôi đương thích tiểu bang đó. Với hồi xưa thực sự ở đây công việc cũng không có nhiều đâu. Năm 80 mấy cũng không có nhiều. Thành ra dọn sang đó 5 năm ở đó. Nếu em nhớ không lầm thì bên cạnh anh thì còn có nhạc sĩ Đức Huy. Đức Huy cũng sang Hawaii trước tôi một thời gian ngắn. Nhưng mà Huy thì là one man band. Huy hay hát ở những cái tàu, cruise hay là ngay trong những cái bar ở Hawaii. Ở Hawaii là nhiều bar lắm. Đa số là anh ở bên đó thì anh hát bằng nhạc tiếng Mỹ thôi. Hát một đêm 6 tiếng đồng hồ. 3 tiếng ở mấy cái hotel ở Waikiki. Sheraton, Hilton. Từ 1 giờ tới 4 giờ thì hát ở ngoài Waikiki. Và lúc đó thì anh có bay về Cali để hát đại nhạc hội hay gì không anh? Không, hoàn toàn ở đó nhiều người có nghĩ là có, tôi tưởng là không ai nhớ đến tôi nữa. Thì hình như là trung tâm diễn xưa mời tôi về thâu băng với Thái Hiền. Lời gọi chân mây. Lời gọi chân mây. Bây giờ là anh mới bay về. Đầu tiên mà anh trở lại hát nhạc hội. Không, thực sự không phải cái đó là đầu tiên, nhưng mà lâu lâu về hát một hai bài cho diễn xưa. Thí dụ trung tâm diễn xưa làm một cái băng mà nhiều ca sĩ hát thì mình hát một hai bài cho đó. Nhưng mà đến khi hát một cái đĩa xong ca thì mời hát chung với Thái Hiền. Một cái băng đó tôi cứ nói hoài Thái Hiền hát hay lắm, mà tôi hát rất dở. Đúng là nhân anh nói cái cuốn Lời Gọi Chân Mây đó, thì em cũng muốn hỏi anh luôn, bởi vì đó là cuốn băng mà tới ngày hôm nay khán giả yêu nhạc đều có trong cái tủ nhạc của mình. Vậy thì ai là người đưa ra ý tưởng kết hợp hai anh chị lại? Chắc là Diễm Sương. Cô Thái Xuân. Vậy thì bài bản trong cái cuốn băng Lời Gọi Chân Mây đó thì do anh Tuấn Ngọc chọn hay là do chị chọn? Do trung tâm Diễm Sương. Chắc là do cô Thái Xuân với Duy Cường. Duy Cường hòa âm cuốn băng đó. Chắc hai người làm việc với nhau. Tôi với Thái Hiền trong vai thiên lôi thôi, chỉ đâu đấy. Có kỷ niệm nào vui khi anh chị thâu cái cuốn băng đó không? Thâu thì hình như là căng hơn là vui. Nhưng mà thâu xong thì vui. Và cái cuốn băng đó ra xong thì anh chị có kết hợp trở lại trong cuốn nào nữa không? Một vài cuốn đó. Hình như Bích, cũng... Bích Thu Vân cũng có ra. Nguyễn Đình Phùng nữa. Cũng có ra cũng 4-5 cuốn gì đó. Và hai chị lúc đó có ra một cuốn băng nào chung, hai chị em hát chung với nhau? Như có nhạc New Wave thì có. New Wave, cái thời điểm đó là bắt đầu nhạc New Wave, khi vũ trường này nó lên á. Cho nên hát nhạc New Wave không ạ? Đúng rồi. Nhân gặp chị ở đây thì chị mới nhắc về những kỷ niệm đó. Thì em rất thích một bài và chị hát cho Ira ngày xưa. Cái bài mà Cha 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 Tình Yêu đó. Tình yêu. Mà đúng, bài thơ hát xong rồi ai cũng... Ai cũng muốn yêu. Ai cũng yêu cầu bài đó. Lúc đó là cái phong trào nhạc dạ vũ, nhạc New Wave. Đúng, cái thời giai đoạn đó. Và cái cuốn băng mà hai chị hát nhạc New Wave chung với nhau, cùng chụp một tấm hình bìa rất là đẹp. Đó, cảm ơn. Có hình như là production của anh Duy Quang ha? Cái đó của anh Quang, Dream, đúng rồi. Của Dream Studio. Hình như vậy.
Và cái năm mà 90 mấy thì thấy chị Thảo cũng có cho mình một cuốn CD riêng thì phải. Có. Dạ. Đúng một cuốn xong cắt luôn. Sao vậy? Sao vậy? Sao làm có một cuốn? Em thấy khán giả cũng phản hồi rất tốt về cuốn băng đó. Không hiểu tại sao không thâu nữa nhưng mà Thái Thảo sở trường hát nhạc khiêu vũ nhiều. Đúng rồi. Dạ. Hát khiêu vũ nhiều hơn cho nên em thấy là bên cạnh chị Hiền, chị Thảo thì ngày xưa còn hay giới thiệu có thêm một cô nữa là cô Thái Hạnh. Đúng. Em út. Dạ. Xin mời chị Hiền nói về Thái Hạnh thì nó hình nó cũng thích hát đó, nhưng mà tại nó bây giờ nó bận lắm, nó có gia đình đó. Nó bận với lại gia đình của nó cho nên. Anh Tuấn Ngọc, lúc nãy em nói là anh học qua hai quay, anh ở một thời gian rồi anh về lại Cali thâu cái cuốn Lời Gọi Chân Mây. Thì anh có nghĩ là mình sẽ ra một cái cuốn băng về nhạc ngoại quốc không? Tại thấy gần đây anh toàn ra nhạc Việt Nam rất là nhiều. Sao không ra một cuốn nhạc sở trường của mình? Thực sự nếu mà nói sở trường của mình thì bây giờ càng ngày tôi càng hát nhạc Việt Nam nhiều. Thì tôi mới khám phá ra một điều là tôi hát nhạc Việt Nam hay hơn nhạc Mỹ. Mặc dù là tôi hát nhạc Mỹ nhiều, lâu lắm rồi. Nhưng mà làm gì thì làm sao cái ngôn ngữ Mỹ làm sao bằng cái ngôn ngữ của mình, riêng mình. Thành ra và nói về nhạc Mỹ thì thực sự dễ hát hơn nhạc Việt Nam. Vì không có dấu. Những cái âm không có đóng như là tiếng Việt Nam mình, nhưng mà tại vì chưa nghĩ đến. Là vì thâu nhạc Mỹ nó nhiều cuốn băng hay quá rồi. Thành ra nếu mình muốn làm mình cũng phải làm đạt đến cái tiêu chuẩn như vậy. Và nhạc sĩ người Mỹ hay là nói chung là những cái cuốn băng Mỹ người ta làm đến nơi đến chỗ. Em thấy anh hát từ trước năm 75 qua tới hải ngoại này thì rất nhiều nhạc sĩ hòa âm cho anh. Thì anh thấy tới ngày hôm nay anh ai là người hòa âm mà anh cảm thấy anh thích thú nhất khi mà anh hát? Thì thực sự hồi đó ai cũng người ta mỗi lần nói đến tôi thì người ta nói đến Duy Cường. Là vì tôi hát, tôi bắt đầu nổi tiếng là thực sự nổi tiếng với nhạc Việt Nam là vì hát chung những cái bài mà có thể là tình cờ hay là duyên ấy, nhưng mà là Duy Cường hòa âm. Mà sau này thì hát nhiều khi mình thay đổi cái style này, cái nhạc thì tôi hát với một vài nhạc sĩ khác. Chị Hiền ơi, em nhớ là cách đây khoảng hơn 10 năm chị có một cái đêm nhạc ở tại Sài Gòn, đó là Đêm Hiền thì phải. Đúng rồi, Đêm Hiền. Đêm Hiền. Chị có chia sẻ thêm về đêm nhạc đó, cái lúc đó là ý tưởng của ai? Một cái người bạn họ tổ chức cho Thái Hiền hát. Thì họ không biết lấy tên cho cái đêm là đêm gì. Thì thôi Hiền nói là thôi lấy tên Hiền đi, tại vì cũng là tên của mình mà. Vậy là cái đêm đó mà ai giữ thì không vô được. Không phải, đêm Hiền tức là quan. Tức là đêm lành, không đêm lành, đêm lành, lành. Đó, đêm lành. Mà ai vào đó cũng sẽ hiền luôn, đúng không? Em rất là xúc động khi xem cái chương trình đó, đặc biệt là cái bài kỷ niệm á. Ủa em cũng có đi hả? Em xem ta quay lại. Em xem. Thì có chiếu hay là có lồng vào cái hình ảnh của chị hồi bé phải không? Hình mà trắng đen. Ủa vậy nếu mà ở phía sau thì hình không lý mình phải nhìn phía ngoài. Cho tôi lại còn nhiều, cho tôi lại tình yêu. Tôi không cần khôn khéo, tôi không đòi bao nhiêu. Cho tôi lòng non yêu, sẽ khóc sẽ tin theo. Cho tôi thời niên thiếu, cho tôi lại từ đầu, cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau. Cho đi lại từ đầu.
chưa đi vội về sau, cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau. Đêm đó hát lúc nào vậy Hiền? Việt Nam mà hồi hồi mà về Việt Nam hát á, ố hết hả? Đêm Hiền hả? Ô. Lúc bây giờ bố còn sống, bố cũng đi xem Hiền hát. Vì nhắc tới là nhớ quá, nhớ bố quá. Và được biết rằng cái đêm nhạc đó thì sau đó thì chị còn có làm cho mình một đêm nhạc nào giống như vậy không? Không, Thái Hiền rất là tiếc là bởi vì cái thời gian mà Thái Hiền ở bên Việt Nam nó không có lâu. Cho nên là sau đó, sau cái lần diễn đó là đi về lại bên Mỹ. Về lại bên Mỹ. Nhưng mà cũng có thích có một dịp nào đó trở lại Việt Nam hát một lần nữa. Dạ đúng rồi. Why not? Đúng rồi, khán giả chị bên Việt Nam rất là yêu mến chị và mong chị về. Hy vọng có một dịp. Hình như sau đó thì có một người bạn của chị hay là trong gia đình gì đó có viết một cái cuốn sách hay là viết về chị với tên là Nghề, Nghệ, Nghiệp. Chị nhớ không? Đúng rồi. Dạ. Cái đó là khi mà người ta viết có với sự mà trao đổi với chị hay là người ta tự có biết, có liên lạc qua email. Rồi có cái người viết là giáo sư Lê Hữu Khóa ở bên Pháp. Và hình ảnh là chị cung cấp cho người đó. Đúng rồi. Cái đó là cái cuốn sách với không chị, cái cuốn hồi ký không? Cái người viết đó là viết theo cái diện mà sách đó, nhưng mà chưa có dịp in. Xin cảm ơn các anh chị đã chia sẻ về những kỷ niệm vừa qua. Và sau một vài phút thương mại thì Jimmy Thái Nhật cùng với nam ca sĩ Tuấn Ngọc, Thái Hiền và Thái Thảo sẽ trở lại với quý khán giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Rất cảm ơn quý khán thính giả vẫn giữ màn ảnh của chương trình là Jimmy Show và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nam ca sĩ Tuấn Ngọc, nữ ca sĩ Thái Hiền và Thái Thảo. Anh Tuấn Ngọc, em thấy anh có một cái live show hình như rất là thành công ở bên Việt Nam hồi khoảng hơn 10 năm trước. Một cái live concert, một dàn nhạc rất lớn. Dạ, anh chia sẻ thêm về cái đêm nhạc đó. Cái chương trình đó về hát là lần đầu tiên tôi hát. Và có Thái Thảo hát chung. Hình như anh chị xong ca một bài hai bài lần đầu đó là lần đầu anh diễn ở Việt Nam. Tell me when will you be mine, tell me quando we can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? When will you say yes to me? Tell me quando. Ban nhạc của nhạc sĩ Hoài Sa, chắc là Jimmy biết phải không? Hoài Sa thì bây giờ rất là nổi tiếng ở bên Việt Nam. Dạ đúng rồi. Những chương trình lớn của gần như là Hoài Sa là đảm trách hết. Hòa âm. Và cái show mà tôi làm năm đó tôi cũng rất vui là vì ban nhạc rất hay. Dạ đúng rồi. Hình như có anh Duy Cường về đánh đàn. Cường là đánh xuất hiện một bài trong đó mà Mắt Lệ Cho Người, cái liên khúc với Chiều Một Mình Qua Phố. Cũng khá lâu rồi không thấy anh Duy Cường, thì hiện tại thì anh còn hòa âm được không ạ? Theo tôi biết là còn. Em định hỏi anh chị câu hỏi này, thì nếu mà anh chị comfortable thì cứ trả lời, không thôi thì cũng không sao. Đó là những kỷ niệm với nam ca sĩ Duy Quang. Thì được biết một tin không vui là năm 2012 thì ông mất. Thì anh chị có thể chia sẻ về người anh của mình. Thương lắm, tại vì anh ở bên Việt Nam đi về Mỹ để anh chữa bệnh á, thì anh có nhiều hy vọng lắm, nhưng mà thương lắm mà thôi anh đi,
anh đi rất là, cũng rất là đẹp, bởi vì những cái câu cuối cùng của anh là anh cầm tay Thái Hiền, cầm tay Thái Hiền, anh nói là thương, thương em lắm, anh thương em lắm. Ai tới anh cũng đều cầm tay, anh nói là anh thương yêu mọi người, xong rồi anh đi luôn. À, và em nhắc tới là cũng phải nói một cái là trước đây anh Duy Quang hát chung với chị và bè với chị cũng nhiều, chị hát nhiều lắm. Dạ. Và cái lúc mà anh Duy Quang từ ở Việt Nam qua thì chị cũng có dịp gần gũi với anh Duy Quang nhiều. Những ngày mà cuối cùng của anh là tụi này tất cả gia đình đều cố gắng để mà spend nhiều thời giờ với anh. Dạ. Trước khi anh đi. À, và đó cũng là một cái niềm mất mát rất là to lớn rất, cho âm nhạc mình. Yeah. Bỡ ngỡ đó, rất là bỡ ngỡ. Rất là bỡ ngỡ. Lúc mà anh Quang mất á, yeah, thì bên này cũng muốn giấu bố, không muốn cho bố biết. Tại vì như Hiền vừa nói là gia đình ai cũng hy vọng lúc anh mới về chữa bệnh. Xong rồi sau khi mà biết không vô phương cứu chữa thì cũng muốn giấu bố. Thì nhưng mà giấu sao nổi bây giờ. Khi mà bên này bất cứ tin tức gì là trên internet người ta đã biết hết rồi. Cái ra đi, sự ra đi của anh Duy Quang là cái niềm cho bố không còn muốn hy vọng, để bố không muốn sống nữa. Lúc đó thì cũng là lắm bệnh lắm rồi, lớn tuổi. Nhưng mà chính sau đó rồi anh Quang mất xong rồi, sau khi đám tang lo đám tang bên này xong bay về Việt Nam thì bố nói là bố cũng không muốn sống nữa. Thực sự là bố đau quá. Hai người trong gia đình cái sự mất mát đã rất lớn. Mấy năm nay cả gia đình ai lẽ dĩ nhiên là không có get over được. Rất đau. Không chỉ riêng chị Hiền hay anh Tuấn Ngọc mà phải nói là những người yêu nhạc Việt Nam đều rất thương tiếc về hai người tài danh của Việt Nam là nhạc sĩ Phạm Duy và cố ca sĩ Duy Quang. Rất là mừng là trong thời gian gần đây được biết là ba anh chị cùng get together lại hát với nhau. Thì em muốn hỏi chị Thái Hiền là khoảng 10 năm trước chị hát rồi, tại sao thấy chị ngưng một thời gian rất dài mà gần đây mới thấy chị trở lại? Chị có thể cho khán giả được biết là vì đâu mà chị lại không còn xuất hiện trên sân khấu? Không hiểu tại sao. Vậy chắc là nhờ Thảo á. Thảo cứ encourage Hiền đi hát, cho nên là thôi Hiền nghĩ chắc là đây cũng là một cái dịp để mà cho gia đình được gần gũi nhau hơn. Dạ đúng rồi. Như vừa rồi Thảo vừa chia sẻ trên sân khấu, cái dịp vừa rồi tổ chức ở Lạc Cầm là một cái buổi mà cũng không có nghĩ là mình sẽ làm. Chỉ rủ Hiền thôi, bảo thôi mình năm nay là kỷ niệm bố mất đúng 5 năm. Cho nên bây giờ mình làm một cái chương trình nhỏ nhỏ cho vui. Hát cho vui, coi như là tặng bố, dedicate cho bố. Định hỏi chơi thì Hiền là nhận. Mà trong khi suốt hơn 10 năm nay ai mời Hiền cũng từ chối. Thì như cái duyên đó, lần này chắc bố xui khiến sao. Thì tổ chức một buổi thì rất thành công. Lý do vì đâu là chị không còn xuất hiện trên sân khấu, chị từ chối người ta khi mà người ta mời chị hát? Chị có chia sẻ được không? Nếu không thôi chị cũng không cũng có thể là lâu không đi hát chứ mình không có tự tin. Và được biết là trong cái đêm vừa rồi có thêm chị Thiên Phượng. Chị Thiên Phượng thì cũng có. Đêm đó rất là thành công, người ta rất là yêu Thái Hiền. Chưa, à xin lỗi. Nhưng mà khi chấm dứt thể đêm cho nên sắp có cái buổi tới. Dạ đúng rồi. Buổi tới ở Việt Báo. Ngày Chủ nhật 6 tây tháng 5. Cũng 3 giờ trưa luôn. Là vì theo lời yêu cầu của nhiều người không có đi được. Chưa bao giờ là cầm đông như cái buổi ngày hôm đó. Là vì không ngờ người ta yêu Hiền. Hiền nhiều như vậy. Sự trở lại của Thái Hiền. Nói tôi bực mình luôn. Chị Hiền hôm đó rất là hot. Bây giờ mới hiểu tại sao tôi hát bài Ghen đúng không? Mà em biết là anh có cái công là mời được chị Thái Hiền trở lại với chị Thái Thảo. Đây không? Đây là người đầu tiêu. Đây là giám đốc chương trình đó. Đây đầu tiêu, đây là giám đốc, đây đầu tiêu. Không, cái này giám đốc, cái này dám làm. Anh viết bài với anh viết bè thì là coi như là anh là hết. Cái công của anh Tuấn Ngọc cũng nhiều lắm, rất nhiều. Bởi vậy tôi rất buồn là vì chị khán giả hôm đó chỉ thương Thái Hiền.
mà để đáp lại cái tấm tình tình mà khán giả yêu mến trong hôm đó thì Việt Báo sẽ tổ chức thêm đúng một rồi. Ngày nữa cũng với chủ đề là cho tôi lại ngày nào. Yeah, vậy thì lúc đó là khi mà chị Thái Hiền đồng ý rồi thì hai anh chị mới liên lạc với Lạc Cầm. Mừng quá, em mừng quá. Tại sao mình không làm một cái chỗ nó lớn hơn một chút để cho nhiều khán giả có thể tới hơn? Mình thì như lúc đầu thảo làm cho vui, làm cho thân mật thôi. Một cái buổi thật thân mật. Cái chỗ nó nhỏ nhỏ thì cho nó thân mật hơn. Dạ yeah, đúng rồi. Không? Yeah. Và tại sao mình không làm về ban đêm mà lại làm 3 giờ trưa? Đây cái đó phải hỏi ca sĩ chính ở đây. Phải hỏi cái người. Tại vì cái người này già cả quá rồi, tu sĩ không, xin hỏi tu sĩ không có thức khuya được nữa. Dạ. Và cũng sẵn đây thì xin chị cho khán giả được biết là chị trong những ngày tới nếu mà có những cái bầu show hay là có những trung tâm ngỏ ý mời chị thì chị có suy giá với người ta hay không? Hiện chị sống có một ngày hôm nay thôi. Ngày mai thì chưa biết tới đâu. Dạ. Chị biết tới cái show 6 tháng 5 vậy thôi. Dạ. Không dám nghĩ xa hơn nữa. Mà nếu còn thì rất là mừng. Dạ. Với lại tại chị Hiền đó, chứ chị hát trưa thôi. Không? Bây giờ mà người các ta hay tổ chức bầu là tối thôi. Tối là tha thôi. Thành ra trả bao nhiêu tiền chị cũng có hát, trừ khi trả nhiều quá thôi. Không, theo như tại vì theo như Hiền thấy thì mình lớn tuổi rồi và cái khán giả của mình nó cũng bằng tuổi mình, họ cũng lớn tuổi rồi mà không thích thức khuya nữa đâu. Dạ. Đúng không? Em cũng là khán giả của chị mà em còn nhỏ thức khuya được. Dạ. Đây là 7 giờ rưỡi lên giường. Dạ. 7 giờ rưỡi lên giường, 8 giờ là khò rồi. Dạ. Còn chị Thái Thảo, em thấy là chị chỉ xuất hiện chung với anh Tuấn Ngọc những thời gian trước đây thôi chứ không còn thấy chị hát nhiều như ngày xưa nữa. Bây giờ ở nhà trong vườn, trong cây, trong làm hậu phương vững chắc, trong cá, trong chó, trong mèo. Oh, rất là yên bình chị ạ, yên lành. Yeah. Thực sự hai người ít hát lúc sau này. Yeah. Thật ra cái thực sự cái chữ cho tôi lại ngày nào cũng là có ý nghĩa là cho tôi lại cái ngày mà hồi xưa hai cô còn đi còn hát đúng không? Đúng rồi. Rất là ý nghĩa. Yeah. Và kỳ này cũng có chị Thiên Phượng. Đúng có rồi. Chứ hả? Chị Thiên Phượng hình như cũng lâu lắm rồi mới thấy chị Thiên Phượng hát. Toàn là ba người trở lại và công nhận chương trình đó. Chỉ có mình tôi là hát nhiều đấy, mà ba người trở ít hát, thành ra nó cũng là một cái điều thực sự rất là vui. Đúng rồi anh. Vậy là coi như anh Tuấn Ngọc là giám đốc âm nhạc nè, kim luôn MC đêm hôm đó, hơn buổi trưa hôm đó. Là vì để tiết kiệm thôi chứ không gì. Đã tốn tiền MC à. Trong những ngày tới thì anh Tuấn Ngọc có những cái dự án âm nhạc như là CD hay là những cái đêm nhạc nào sắp tới không thưa anh? Ngoài cái cho tôi lại ngày nào? Có đấy chứ, ai cũng có dự định hết, nhưng mà yeah, tại vì tôi hơi khó tính là mà thực hiện hoài chưa xong. Và anh nhân đây thì anh cũng cho em hỏi là anh có cái bí quyết nào để giữ cái giọng của anh mà trong suốt 40-50 năm nó vẫn như vậy không? Không có như vậy đâu, nó cũng phải bớt đi chứ, nó không có tốt bằng hồi mình trẻ, đúng không? Yeah. Nhưng mà mình giữ cái sức khỏe mình rất là quan trọng. Yeah. Cái tiếng hát của mình nó cũng giống như là cái sức khỏe của mình. Yeah. Nó giống như cái gì mà mình sở hữu, đúng không? Yeah. Mình biết quý nó thì nó lâu lâu bền thôi. Yeah, đúng rồi. Yeah. Em phải ăn uống, em phải tập thể dục. Anh cũng có đi tập thể dục mỗi ngày. Có, tập thể dục nhưng mà tôi là cái người tôi thích ở nhà thì tôi làm cái gì cũng ở nhà, tôi tập cũng ở nhà. Yeah. Và em nghĩ là chắc chị Thảo cũng đi workout. Không. Wow, em thấy chị giữ được cái vóc dáng rất là đẹp như ngày xưa. Chị Thảo thì bây giờ chỉ làm vườn chứ cũng mệt lắm. Nội có khi mấy chậu hoa tới luôn là vì cứ thay đổi ý kiến đó. Yeah. Thế có lúc là để đây thì đẹp, mỗi cái khiêng đeo tới khiêng lui là người ốm rồi. Suốt ngày ngoài vườn. Không cần nâng tạ mà khiêng cái chậu hơi cũng khỏe rồi. Còn chị Hiền, chị có... Lau nhà. Nó phải không mất xuống mới lau nhà được chứ. Và em nghe nói là chị ở nhà chị cũng thích nấu ăn, phải không? Nấu ăn. Có hình như là... Có hình như là Hiền có học một khóa nấu ăn ở có trường luôn. Có công lưu đàng hoàng đó. Chị có chia sẻ. Nhưng mà bỏ lâu quá rồi, bỏ lâu lắm. Bây giờ chef nấu cho gia đình ăn thôi. Yeah. Và trong cái đêm nhạc trưa, phải gọi chiều nhạc thính phòng thì đúng hơn, cho tôi lại ngày nào, thì anh chị có thể cho khán giả biết là bây giờ nếu mà muốn mua vé đó thì sẽ liên lạc tới ở đâu? Việt Báo. Việt Báo. Việt Báo. Và yeah, cái hôm đó thì chị và chị Thái Hiền cũng như là cô Thiên Phượng, chị Thiên Phượng cũng sẽ hát tam ca với nhau. Vâng. Yeah. Sẽ thay đổi
Variety. Hôm nay phải nói là rất cảm ơn anh chị đã xuất hiện trong chương trình của Jimmy Show. Kính chúc anh chị trong những ngày tới thật nhiều sức khỏe, nhiều bình an và mong một ngày gần được đón chào anh chị trở lại với chương trình. Cảm ơn. Cảm ơn anh chị có vài lời cuối với khán giả. Tôi nói trước hả? Ok. Thì cũng nhân cũng cảm ơn Jimmy đã cho chúng tôi một dịp nữa để đến với khán giả, khán thính giả của mình và nói về cái buổi hát sắp tới. Quý vị nếu mà thích ba cái giọng hát của chúng tôi thì nên mua vé càng sớm càng tốt, là vì bây giờ vé còn nhiều lắm. Cảm ơn. Mời chị thấy thì có vài lời cuối. Thứ nhất là cảm ơn Jimmy cho tụi này có một cái dịp để gần gũi với lại khán giả. Thái Thảo cũng cảm ơn Jimmy và cảm ơn khán giả đã bao nhiêu năm nay ủng hộ gia đình Thái Hiền, Thái Thảo là hay như anh Tuấn Ngọc chẳng hạn. Thái Thảo xin chào và cảm ơn. Với lời chào đó, Jimmy Thái Nhật xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong chương trình kỳ tới. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.